em không thuộc lời, em xin lỗi anh Linh. Đợi, cho em một đoạn nhạc thôi, một đoạn nhạc nhẹ nhẹ thôi anh, một giây thôi. Dạ. Cái lời như nào em nhỉ? Được rồi. Đại loại là nàng như một người không phải hương sắc hơn bao nhiêu đây sao thì ta đi đã. Đại loại là như thế, anh hiểu không? Hồng Hà đang hỏi Tùng biết bài này của ai không? Yeah. Bài của Dương Khắc Linh. Ừ, tập nhiều hơn thì chắc chắn tập nhiều hơn nó sẽ khác ngay à, Hà thề đó. Rồi nhặt lên em, nhặt lên bấm. Đấy, đã bấm rồi. Bài hit quan trọng nhất là gì? Bài hit thì quan trọng nhất là bài hit. Lửa bài đầu quá xuất sắc. Nghe chỉ có chết. Rồi nhặt lên em, nhặt lên bấm. Đấy. Chị làm cái bài. Với mái tóc đấy mà vòng sau mà em hú hát mà nó rúng động cái sân khấu lên, bởi vì hình ảnh giống tặc răng mà nói chuyện thì hiền dễ sợ. Nếu mà đã muốn lột xác là mình phải tập nhiều hơn so với những gì mà mình đã tập. Tập nhiều hơn nó sẽ khác ngay à, Hà thề đó. Cho nên là làm ơn. Mọi người làm ơn please vote cho Trang, nhưng làm ơn đừng có lãng phí tất cả những cái gì mà ông trời đã ban tặng cho mình. Please. Cho nên là làm ơn.